Chúng tôi cũng xin mời đương kim hoa hậu Liên Như 2014 lên sân khấu ạ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay sự trở lại của hoa hậu đương kim hoa hậu 2014 Liên Như. Thấm thoát đã một năm trôi qua, Liên Như rất là hân hạnh khi đã được tham gia cuộc thi Hoa hậu Phu nhân năm 2014 và rất vinh dự khi đã được bầu chọn ngôi vị cao quý Hoa hậu Phu nhân 2014 đại diện cho phụ nữ Việt Nam toàn tiểu bang Florida. Liên Như đã được dịp sinh hoạt và gần gũi trong đại gia đình của các cộng đồng Việt Nam Florida cùng với các chị Á hậu Phu nhân và các em Hoa hậu và Á hậu áo dài. Liên Như đã đóng góp với tất cả lòng thành cũng như công sức thiện nguyện để giúp đỡ cho cộng đồng. Liên Như luôn luôn học hỏi với các chị em gần xa về mọi khía cạnh, về nội trợ lẫn giữ gìn sắc đẹp để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Liên Như luôn luôn cố gắng để trở thành một phụ nữ biết thờ kính, hiếu thảo đối với tứ thân phụ mẫu, cùng chồng gánh vác trong các công việc ngoài xã hội cũng như trong gia đình, nuôi dạy con cái trở thành những người hữu dụng trong xã hội, và không quên nguồn gốc mình là người phụ nữ Việt Nam để đem nét đẹp phụ nữ Việt Nam sánh vai với phụ nữ thế giới. Cộng đồng Việt Nam trung tâm Florida đã cho Liên Như một năm đầy ý nghĩa và đây cũng là dấu ấn khó quên trong đời của Liên Như. Điều đáng quý nhất Liên Như nhận thấy và học hỏi rằng mọi người đã làm việc với tất cả tấm lòng của mình, tinh thần hy sinh cao cả không quản ngại thời gian, tấm lòng hỗ trợ bác ái của các nhà mạnh thường quân và các thiện nguyện viên. Liên Như mong muốn cộng đồng Việt Nam Florida sẽ ngày một lớn mạnh hơn, đoàn kết hơn để chúng ta giữ vững được truyền thống, tập tục văn hóa của người Việt Nam. Từ đáy lòng mình, Liên Như xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến cộng đồng Việt Nam trung tâm Florida, ban sáng lập Hoa hậu Phu nhân, các cựu Hoa hậu Phu nhân, các chị Á hậu Phu nhân và các thí sinh, các nhà bảo trợ, các thiện nguyện viên, các cô chú, các bác, các anh chị và các bạn gần xa đã khuyến khích và ủng hộ cho Liên Như. Đặc biệt là cảm ơn ba ở trên cao luôn luôn che chở cho con. Cảm ơn má mến yêu đã dìu dắt, hướng dẫn cho con. Cảm ơn các anh chị em trong gia đình đã lo lắng bảo bọc. Và cuối cùng là cảm ơn phu quân và các con thương yêu đã sát cánh hỗ trợ giúp cho Liên Như hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Hoa hậu Phu nhân Florida năm 2014. Đến với các thí sinh Hoa hậu Phu nhân năm 2015, các chị đã và đang góp phần duy trì truyền thống nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Liên Như mến chúc các chị được thật nhiều may mắn. Cuối cùng, Liên Như xin kính chúc toàn thể quý vị một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn Hoa hậu.